Đã bao giờ bạn được ăn quả cà chua mà ngâm như thế này bao giờ chưa? Hôm nay cùng Olala làm vài món ngon với cà chua nha. Mùa này thì những quả cà chua bi nhỏ xíu chín mọng ngon thơm như thế này ở xung quanh nhà tự mọc tự chín cũng rất nhiều. Nên hôm Olala lên giúp chị hái cà chua to, thể cũng hái một ít quả cà chua bi về để ăn và ngâm nữa. Những quả cà chua này thì ở chỗ mọi người hay làm món gì? Còn trên vùng cao tụi mình thì hay ngâm với muối với ớt nha. Bây giờ mình sẽ mang quả cà chua bi này đi ngâm nhé mọi người ơi. Chị ơi, chiều nhớ ra quán trà đá mới khai trương nhá. Trà đá nào? Ngâm cà chua thì cũng rất đơn giản thôi nha mọi người. Cho quả cà chua vào muối, ớt và nước đun sôi để nguội vào là được. Với quả cà chua như thế này thì tụi mình chỉ ngâm khoảng 2 ngày là có thể ăn được rồi nha. Đang làm thì đứa em vô tri của tôi lên mời đi khai trương quán trà đá của nó. Đây là lần đầu tiên một bàn tay nó tự khởi nghiệp đó mọi người. Nhưng tất cả trà săn tuyết rồi bàn ghế của nhà tôi thì nó tự mang đi hết. Thật sự là trong lòng Olala cũng mong nó khởi nghiệp thành công mọi người ạ. Ở nhà mấy nay lên video là thể báo bố, báo mẹ, báo hàng xóm. Giờ thì lên đến nhà tôi không biết là có phải báo nữa không. Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải nấu nốt cơm, ăn no đã để chiều còn đi khai trương quán trà đá. Mấy quả cà chua to thì Olala mang về sẽ nạo hết ruột ở bên trong, sau đó là sẽ nhồi thịt. Phần nhân thì sẽ có nấm, cà rốt, hành lá, thịt, hành củ, gia vị mắm muối, mì chính vào nha. Sau đó thì sẽ mang đi chiên sơ qua. Khúc này thì khi nóng lên thì vỏ cà chua tự tách ra, tiện ở khúc này thì có thể lột luôn được vỏ cà chua. Phần nước sốt này thì mình sẽ dùng cái lõi cà chua lúc nãy bỏ ra để nấu sốt luôn. Lại một ít nhân thì mình sẽ cho nốt vào đây nha mọi người. Cái phần sốt này thì mọi người có thể nấu theo khẩu vị của gia đình mình. Sau khi sôi lên rồi thì Olala sẽ cho mấy quả cà chua lúc nãy chiên vào. Rồi tiếp đó là sẽ cho ít hành lá và ít rau thơm vào. Giờ thì thơm lừng cả một góc vườn rồi nha mọi người. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mấy món sốt nhồi thịt như thế này thì sẽ rất là đưa cơm. Nói nhỉ. Sao đứng đấy? Quán trà đá của em thế nào rồi? Khá giảm rồi chị ạ. Em xin bắt cơm nha. Món sốt mà tôi làm ngon như thế này mà không biết là cái nết ăn này bao giờ mới lấy được chồng đấy mọi người. Giờ thì mời cả nhà ăn cơm cùng mấy chị em tụi mình nha. À, bao giờ các bạn được đi hái cà chua chín tại vườn như thế này chưa? Hôm nay cùng mình đi hái cà chua nha. Sau khi tôi nói xong thì mọi người tua lại nhá. Cái quả cà chua mà Olala cầm bên tay trái á cũng có biến dạng đột biến hay ha. Kể ra tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, hình hài rồi đến màu sắc đôi khi cũng ở trong cây cỏ hoa lá mà ra. Chuyện á lại kể mấy câu chuyện xung quanh của mấy ngày hôm nay của Olala nha. Mưa gió bão bùng nhưng cà chua của nhà bà chị thì không ngừng chín. Thế là mấy chị em tôi vác gùi vác xô lao vào làm người nông dân chính hiệu, thay vì hái trà săn tuyết thì hái cà chua nha. Cái khúc này là sáng nay vừa mưa xong á mọi người. Cả ruộng cà chua nước lênh láng lầy rồi bùn đất trơn trượt. Mỗi lần mà thổ được cái khuẩy tấu cà chua trèo bờ ruộng là một thụn lưng luôn á mọi người. Đấy là tôi chỉ có đi hái hộ một ngày thôi á. Còn chưa kể đến công trồng cấy, chăm sóc, phân bón để cho ra những quả cà chua to đẹp như vậy. Mà mọi người biết một cân cà chua ở đây là bao nhiêu tiền không? Giờ thì cà chua đang được giá là được 6 đến 7 nghìn một cân. Còn không thì có những ngày giá lên xuống thì chỉ còn 3 đến 4 nghìn. Thế là tôi đã ăn hết 2 que kem là tương đương với 3 cân cà chua rồi á mọi người. Ôi chị ơi, giống quả mông thế chị. Phải chăng mấy quả cà chua này ngày nào cũng góp mặt ở phòng gym hay sao mà nó khác biệt tròn chính đến vậy? Mà tôi nghĩ là đây cũng là sự sắp đặt trước của ông trời rồi. Không chỉ là hai cái quả kia đâu mà đây nữa nha. Có thể là giống cà chua này lai với giống ớt chỉ thiên, nên đôi lúc là gen di truyền nó lẫn lộn lắm mọi người. Hái cà chua từ sáng đến trưa thì trời bắt đầu nắng lên rồi. Giống ớt là nóng mà cho nó vẫn yêu đời lắm nha mọi người. Chiếc áo hoodie ấm áp mùa đông mà cảm giác như chưa có mùa hè nóng nực bao giờ á. Cái đợt này là kéo được 3 xe về đến nhà rồi. Lần này sẽ là xe cuối trong ngày hôm nay. Cái lối này là sáng sớm nay đi hái đầu tiên rồi. Giờ đến giữa trưa quay lại là bắt đầu ửng đỏ lên hết. Phải chăng mọi người uống trà săn tuyết mà cũng hết nhanh như quả cà chua chín đỏ như này? Có phải Olala giàu rồi không? Quả to lắm nhá mọi người ơi. Phải sáng hái cà chua cuối cùng cũng đã xong, bây giờ đi về nhá. Làm từ sáng giờ là tôi luôn thần chú là con gà đang đợi ở mâm, con gà đang đợi ở mâm. Ngoài ra Olala còn có rất nhiều đặc sản Hà Giang như trà săn tuyết cổ thụ, mật ong bạc hà, tam thất bắc, nước tắm cô đặc, thảo dược xoa bóp và còn rất rất nhiều đặc sản Hà Giang khác nữa. Cả nhà muốn thưởng thức thì hãy inbox hoặc comment ngay nhá.